lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Tĩnh, tập đoàn Tân Hoàng Minh phát triển The Metropole Hà Tĩnh quy tụ 61 căn shop house phiên bản giới hạn cùng 140 căn hộ cao cấp, tọa lạc tại trung tâm thành phố, tiếp giáp bốn mặt phố lớn và sở hữu ít nhất hai mặt tiền. Shop house The Metropole Hà Tĩnh sẽ là một sản phẩm đầu tư sinh lời hấp dẫn. The Metropole Hà Tĩnh hứa hẹn trở thành khu đô thị mở tích hợp đầy đủ các tiện ích, dịch vụ đẳng cấp bậc nhất. The Metropole Hà Tĩnh tôn vinh vị thế chủ nhân danh giá, một sản phẩm của tập đoàn Tân Hoàng Minh.